Alo, thử tiếng 3 mic, alo. Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dạo này mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì rất là lâu rồi mình đã không làm bất kỳ video nào. Vì lý do cá nhân cho nên là mình đã tạm ngưng thời gian. Nhưng mà mình vẫn ở đây và sẽ luôn đồng hành tiếp tục cùng anh em trong những chặng đường sắp tới ha. Thì ok, video ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề rất là hay. Đó là cái chủ đề mà xử lý pin phù nó như thế nào hết anh em. Thì mình vừa vô tình lướt gặp một cái video trên YouTube của một cái anh tên là Thành Sandy gì đó. Thì anh ấy có làm một cái video hướng dẫn cách xử lý pin phù khá là hay. Đó là anh ấy kêu là dùng kim để chích cho cái viên pin phù nó xì hơi đi, và sau đó dùng băng keo dán lại thì có thể tiếp tục sử dụng được bình thường ha. Mình thấy cách này nó, nói chung là đối với bản thân mình thì mình không có khuyến khích anh em làm theo cách này ha. Bản thân mình không khuyến khích, và mình cũng chỉ cho anh em biết được là lý do tại sao mà chúng ta không nên làm như vậy ha. Thì vào thẳng vấn đề luôn, anh em biết là cái viên pin lithium polymer chúng ta đó là một cái viên pin người ta sản xuất ra là một cái viên pin nó kín hoàn toàn anh em. Và cái lý do mà nhà sản xuất ta làm cái viên pin kín hoàn toàn như vậy á là nó có lý do nha anh em. Nắng quá. Yeah. Người ta làm cái viên pin mà nó kín hoàn toàn như vậy là người ta có lý do. Thứ nhất đó là anh em phải biết rằng á, cái thành phần mà để chế tạo ra để sản xuất ra pin lithium ion đó là lithium. Và lithium thì nó rất là sợ không khí luôn anh em. Yeah. Lithium rất là sợ không khí, vì khi lithium gặp không khí nó sẽ phản ứng hóa học với không khí và làm cho cái lithium nó không còn là lithium nữa. Và lúc đó cái viên pin lithium của chúng ta, cái vật liệu để tạo nên cái viên pin đó là lithium, nó sẽ hư hỏng và dẫn đến là viên pin chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Đó chính là lý do tại sao mà nhà sản xuất người ta phải làm viên pin nó kín ha. Việc làm một cái viên pin kín nó rất là khó anh em. Nó không phải đơn giản để có thể làm được cái viên pin nó kín như vậy đâu, để nó chứa không khí như vậy đâu ha. Thì á, nếu mà người ta mà coi như gọi là, nếu mà nó không quan trọng cái việc kín á, người ta sẽ không làm nó kín chi hết. Tại vì làm nó kín nó phức tạp mà, thì người ta làm nó hở giống như bình ắc quy rồi, cho nó có cái lỗ để nó thở, để cái lỗ nó xì hơi ra. Đơn giản hơn rất là nhiều. Ai đời đi rảnh chi mà làm chi cho cái viên pin nó kín, đúng không anh em? Và chính vì cái việc đó thì anh em đừng nghĩ là chúng ta sẽ khi nó phù lên á, anh em sẽ chích cho nó xì hơi đi và chúng ta xài tiếp, sẽ không thể nào được ha. Và cái việc anh em nói là anh em sử dụng băng keo để dán cho nó kín lại thì nó cũng không khả thi luôn. Tại vì á, khi mà anh em biết là khi mà ta làm viên pin nó kín khó vậy đó, thì việc mà anh em mà chích nó thủng rồi đó, thì anh em gần như không thể nào dán cho nó kín lại. Nó không giống như việc mà anh em vá cái ruột xe của anh em đâu, nó khác rất là nhiều luôn, không thể nào làm được chuyện đó. Hay cho dù có dùng keo gì đi chăng nữa, keo dán sắt, keo 502, keo AB, rồi keo BC, ED gì đó, thì không có bất kỳ một cái keo nào có thể làm kín lại được nha. Và việc khi mà chúng ta chích cho nó thủng xì ra, nó sẽ mang lại rất là nhiều cái yếu tố rủi ro. Về thứ nhất là về sức khỏe của người sử dụng. Cái khí đó bên trong thoát ra là khí độc và có thể gây cháy nổ. Chắc chắn là nó sẽ cháy, anh em có thử chích ra mình đốt lửa thử đi, nó sẽ cháy. Bản chất nó giống như là khí ga vậy đó, nó sẽ gây cháy. Thứ nhất. Thứ hai là cái khí đó khi anh em hít phải, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta bị nhiễm độc. Ha, nó là một cái khí độc. Bản chất nó là khí độc ha. Và thứ ba nữa là khi mà anh em chích nó như vậy á, thì nó sẽ phản ứng với lại cái không khí và tạo ra cái hợp chất ha. Nó hợp chất, nó sẽ lâu ngày anh em sẽ tháo ra, anh em sẽ thấy nó chảy ra nước ở cái vết mà anh em chích á, nó sẽ chảy ra nước. Và cái nước đó ban đầu nó là nước, nhưng mà thời gian thì nó sẽ kèm theo những cái hóa chất mà nó đã phản ứng hóa học, và nó sẽ cùng chảy ra. Và cái nước đó là một cái chất độc hại, mình cứ tạm gọi nó là axit đi vì mình không biết nó là gì hết nha. Ban đầu viên pin lithium người ta sản xuất ra là một viên pin khô, viên pin khô hoàn toàn anh em, nó không có nước nha. Và anh em khi anh em chích cho nó thủng á, thì lúc đó nó mới sinh ra nước. Và cái nước đó chắc chắn nó không phải là một cái nước gì đó bình thường ha. Đó là những cái vấn đề nguy hại đối với một cái viên pin lithium ion mà nó phù lên mà anh em chích cho nó xì hơi ra. Tại vì á, anh em phải biết rằng á, là khi một cái viên pin mà nó phù như vậy á, thì nó đã cảnh báo cho anh em biết rằng viên pin nó đã có vấn đề rồi ha. Mà anh em còn cố tình em chích cho nó xì hơi ra để anh em tiếp tục sử dụng, thì rõ ràng anh em đang tự như vậy nè. Và anh em biết là tiền pin á thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà khi mà anh em sử dụng những viên pin như vậy á, nó
khi mà lithium bên trong viên pin nó tiếp xúc không khí á, nó bị biến đổi cái hóa chất bên trong á, và nó sẽ làm cho cái viên pin anh em chúng ta mất nguồn đột ngột, sụp áp đột ngột và hậu quả là rơi máy. Mình làm rất là nhiều pin anh em, mình làm 2 năm rồi và mình đã có gặp rất là nhiều những cái viên pin mà chích thủng như vậy này, chứ không phải là mình thấy anh này làm clip rồi mình vô mình nói để mình chia sẻ với anh em đâu. Mình gặp rất là nhiều những cái viên pin chích rồi, và những viên pin đó khi tới tay mình á, toàn bộ là chết hết hoàn toàn ha, mất nguồn, không còn bất kỳ một cái điện áp nào, cho dù anh cố gắng kích cho nó sống dậy thì nó cũng không thể nào sống dậy luôn đó. Anh em biết là cái vấn đề mà anh em chích nó nguy hiểm đến cỡ nào ha. Đừng có vì cái những cái viên pin phù đó mà anh em làm rơi máy bay. Ngoài chuyện rơi máy bay, hư máy bay, hỏng máy bay là một chuyện, mà anh em rơi mà lỡ trúng người ta, thí dụ mình đang bay trên trời đi, điện áp nó sụt đột ngột, rơi máy bay xuống trúng người ta, thì lúc đó nó còn nguy hiểm hơn nữa anh em, nó còn nguy hiểm hơn nữa đó. Vì vậy cho nên là cách tốt nhất để xử lý những viên pin bị phù theo mình là tháo bỏ nó đi, thay cái viên pin mới bình thường phẳng và tiếp tục sử dụng, đó là cách tốt nhất. Và việc thay pin bây giờ nó rất là dễ rồi, nó không còn khó như xưa nữa. Anh em xem trên kênh YouTube mình có hướng dẫn rất là nhiều video để anh em có thể tự thay pin, tự sửa chữa ha, làm tại nhà với chi phí rất là rẻ luôn. Mà nếu anh em không thể làm được, anh em cứ liên hệ với mình có làm dịch vụ cho anh em ha. Thì anh em muốn tự làm cũng được, anh em muốn làm dịch vụ cũng được, ok, không có vấn đề hết, nó rất là đơn giản luôn đó. Thì chúng ta tội tình gì phải lấy cục pin phù và đem chích xì hơi để làm gì ha anh em, rất là nguy hiểm ha, nguy hiểm tới sức khỏe, nguy hiểm tới sự an toàn của máy bay, nguy hiểm tới những người ở bên dưới khi mà chúng ta bay trên trời ha. Nó mang lại quá nhiều tiềm ẩn, quá nhiều rủi ro, và thật sự là không nên sử dụng cách chích xì hơi khi mà viên pin lithium ion polymer nó bị phù cho anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Bye bye.